Thưa quý khán giả, theo thống kê từ 10 bệnh viện, trung tâm y tế có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo trên địa bàn Đồng Nai. Toàn tỉnh hiện có khoảng 800 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận từ 2 đến 3 lần một tuần. Trong đó thì hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đang triển khai chạy thận với 4 ca một ngày. Tuy nhiên thì vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh nhân. Và để giảm áp lực, một số bệnh viện đã mở rộng quy mô, tăng cường máy móc, thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho người suy thận được chạy thận, duy trì sự sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh có 14 máy chạy thận thường và 2 máy HDF online. Số máy này được sử dụng đã 6 năm nay. Trong tháng 11 vừa qua, bệnh viện được trang bị thêm 10 máy chạy thận mới và 1 máy HDF online. Với số máy mới này, thêm gần 50 bệnh nhân có cơ hội được chạy thận gần nhà. Tất cả bệnh nhân mà được chạy thận đợt này thì họ rất là vui mừng. Chúng tôi giải quyết được cái chuyện của bệnh nhân. Chúng tôi chạy được ở đây thì giúp cho người dân, người ta không phải đi lên xa ở Sài Gòn hoặc là đi qua Bình Dương hoặc là lên Đồng Nai biên qua để chạy. Như vậy thì cái việc mà máy mới là cái chất, hiển nhiên là cái chất lượng nó cũng rất là ngon lành. Thứ hai nữa là gần nhà, rồi các cái chi phí điều trị đâu nó cũng giảm. Thưa quý khán giả, bên cạnh trang bị thêm các cái máy chạy thận nhân tạo cũng như là triển khai các cái kỹ thuật để mà có thể phục vụ cho người bệnh thận thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất nhiều cơ sở y tế ngoài công lập cũng đã triển khai các khoa thận nhân tạo, đơn vị thận nhân tạo để có thể là giảm tải cho y tế công cũng như là tạo thêm cái điều kiện, cái cơ hội cho người bệnh thận có cái điều kiện để mà điều trị, để mà chạy thận nhân tạo. Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đồng Nai 2 được thành lập từ năm 2015 với 19 máy chạy thận. Đến nay, bệnh viện đã trang bị được 30 máy chạy 3K và 2 máy HDF online, phục vụ chạy thận nhân tạo cho gần 200 người bệnh suy thận giai đoạn cuối. Trong năm 2024 tới, bệnh viện sẽ mở rộng quy mô khoa, dự trù thêm 16 máy và triển khai thêm kỹ thuật mới phục vụ người bệnh. Trước đây thì mình chỉ có thận nhân tạo thường quy thôi. Những cái phương pháp đó thì nó không có lọc được nhiều những cái chất thải của bệnh nhân mà suy thận, thì có những cái kỹ thuật mà nó lọc được nhiều cái chất thải hơn, giúp cho bệnh nhân cải thiện được những cái triệu chứng lâm sàng và cái nâng cao chất lượng cuộc sống. Giống như là tại khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đồng Nai 2 thì có cái kỹ thuật HDF online cũng đã được áp dụng nhiều năm nay, và sắp tới thì sẽ áp dụng thêm cái kỹ thuật lọc máu hấp phụ, là một cái kỹ thuật mà giúp cho bệnh nhân lọc được những cái chất mà những cái phương pháp thông thường này không có lọc được. Đa số bệnh nhân chạy thận nhân tạo đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự nỗ lực đồng hành cùng bệnh nhân sẽ mở ra thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh.